Một công ty khởi nghiệp ở Hà Lan đã tạo ra một quan tài sống có thể phân hủy sinh học. Thay vì bằng gỗ thông thường, quan tài này được tạo thành từ một loài nấm có thể chuyển hóa cơ thể đang phân hủy thành chất dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng. Ông Bob Hendrick, nhà nghiên cứu tại Đại học Delft ở Hà Lan, cũng là nhà phát minh ra cỗ quan tài sống này. Đây là quan tài sống đầu tiên trên thế giới giúp con người không làm ô nhiễm đất mà làm giàu cho đất. Công ty Loop chuyên sản xuất loại quan tài này cho biết, quan tài được làm bằng sợi nấm là cấu trúc rễ mọc ở dưới đất của nấm và được trải đầy một thảm rêu nhằm kích thích sự phân hủy. Nó được làm từ các sợi nấm, bạn có thể thấy rõ ở đây, đây là sợi nấm và đây là nấm. Hệ sợi như nhà máy tái chế lớn nhất của tự nhiên, nó liên tục tìm kiếm thức ăn và biến đổi thành chất dinh dưỡng mới cho cây. Sợi nấm cũng tiêu biến chất độc thành chất dinh dưỡng. Bạn có thể thấy một thảm rêu ở trong, đảm bảo có nhiều vi sinh vật ở đây kết hợp với sợi nấm giúp cho quá trình phân hủy. Cơ thể sẽ nhanh chóng phân hủy hơn, sẽ không ô nhiễm mà thực ra làm giàu cho môi trường vì sợi nấm có chức năng tự nhiên biến đổi trung hòa các chất độc trong cơ thể và trong đất thành chất dinh dưỡng. Ví dụ, sợi nấm từng được dùng trong khu vực Chernobyl để làm sạch đất bị ô nhiễm vì thảm họa hạt nhân. Và điều tương tự diễn ra với địa điểm chôn cất vì đất ở đó siêu ô nhiễm, trong khi hệ sợi nấm thì lại kích thích kim loại, dầu và vi nhựa. Hendrick cho biết, quá trình để một cơ thể trong quan tài truyền thống trở thành phân trộn thường mất từ 10 đến 20 năm. Nhưng với quan tài bằng sợi nấm, thời gian này được rút ngắn hơn nhiều. Quá trình phân hủy phụ thuộc vào tình trạng của cơ thể và chất lượng đất. Về lý thuyết, quan tài của chúng tôi có thể phân hủy cơ thể người trong 2 đến 3 năm. Riêng quan tài thì sẽ được hấp thụ trở lại vào đất trong vòng 1 tháng hoặc 6 tuần. Mark Terlitt, một người phụ trách tang lễ ở thị trấn Venerdal cho biết, gia đình của một cụ ông 99 tuổi đã đặt mua quan tài sống cho đám tang của ông. Tôi cho rằng nó rất quan trọng khi có những vật liệu bạn có thể mang trở lại thiên nhiên. Điều này cần được chú ý nhất là khi chúng ta đang cần quan tâm hơn tới khí hậu và thiên nhiên. Khi quan tài sống nằm trong lòng đất, có thể tưới nước, gieo hạt giống cây trồng như mong muốn. Đến nay, công ty Loop đã bán được 10 chiếc quan tài sống với giá 1.500 euro một chiếc.